Tôi cũng chào đón anh đại gia thi lốc chóc mới đến nha. Thở cái dính bình rượu nặng quá. Rồi bạn đi mấy giờ mà giờ này mới tới đây? Trời ơi, đợi thầy Hoàng hơi chịu. Lúc mà tôi là 3 giờ rưỡi rồi, rồi thầy Hoàng không ghé cái 1:30 rưỡi luôn. Mà có đi lộn không? Lo nhiều chạy hút đấy. Hút cho đâu cả 4 cái số như vậy nào. Trời ơi, vậy là đi lộn rồi mấy lâu nè cả nhà ơi. Đi lộn đường thiệt á. 4 cây số vậy đó. Rồi mời bạn vô bàn ngồi, bữa nay bằng áo này khá à. Ở đây mà đi lộn thì không à, tôi phải ngồi gần ngôi sao sân khấu tôi mới chịu à. Ngồi gần. Bên kia, bây giờ cho không, sắp ghế bên kia kìa, kế trung nhân kìa. Kế chuông bà trong cổ, lẹ lên. Rồi ngồi gần mấy người thiền. Bưng tiếp luôn rồi đi chào đón chị Út ra trước thầy Hoàng với lại Bùi Trung Thành đến cả nhà. Ủa sao chạy mình hả? Tài xế ngồi quên quán kìa. Ghê ta. Ngồi sát bên nè. Kêu quán cơm. Kêu quán cơm rồi ông nói cho ông nằm nghỉ chút xíu hôm qua. Rồi chạy gần còn có hai người nữa. Cậu Dưỡng cậu cậu Năm. Hả? Đi trước ngày vậy. Ừ, tôi đi tiễn qua mà. Ủa từ Bạc Liêu rồi. Rồi chạy qua anh kia luôn Út, thẳng tới luôn. Còn nữa hả? Rồi soạn ghế cho đại gia ngồi cái Nhân ơi. Uống cái mệt khát quá. Ê, không, phải uống bia mới được, uống cái đó là chàng bia không được đâu. Uống cái này cho nó đỡ. Ê, cho em miếng vậy. Đi dọc không có gì cơm sắm rồi lăn đi ra cánh ra đó anh lăn. Uống cái này có gì ngọt. Trà đường không? Trà đường. Có gì ngọt là trà đường á. Vậy là thầy Hoàng đến rồi cả nhà ơi. Chỉ còn 2 phút nữa là sẽ thầy Hoàng đến đây. Để cho Dự Út một bài thuốc uống là trong vòng là vài ngày là tan thận luôn, tan sỏi thận luôn. Rồi hai cá bự đẹp vậy hả? Để cả nhà có dám ăn không? Đúng rồi, không? Cái này gì hả? Món gì? Ê, cái này ngon à, cái này là cá đồng, cá lóc đồng, cá dày, cá mỏng, hai cá. Nói chung là về miền Tây á là cá mà cá lóc và đồng mà hấp mẻ đúng bài luôn rồi cả nhà. Đúng bài luôn á. Cái này nấu mẻ nha. Nấu mẻ. Đi. Rồi chào đón thầy Hoàng đến Bạc Liêu cả nhà ơi. Nãy giờ chờ phải nói từ sáng giờ phải chờ 4 tiếng hồ đó. Hello anh Đảo. Ok, chào tài xế rước thầy Hoàng nha. Được rồi, được rồi. Lạc trong kẹt xe cái rồi. Chào tới Bạc Liêu nha. Trời nãy giờ tiếp khách là, chờ nãy giờ là ghé mua mấy xù ít chứ mấy dạp kìa hơi chậm tí. Chờ ba lon rồi đó. Ai vậy hả? Chào bạn. Rồi. Thanh rất là vui chào đón thầy Hoàng lại Bạc Liêu về đến 50 ha. Bên nhà vợ của Trung Đẳng cả nhà ơi. Đây là Dương Út vợ nha. Rồi, chào cả nhà. Dạ. Mấy chú thầy ơi. Dạ. Ừ. Thì có đem đồ về uống hơn. Đúng rồi. 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 Có phần mềm nước này hai chai nước mắm nhập cho nhà vợ cả nhà ơi. Hôm qua chảnh là nó kêu gặp mổ luôn á, mà con nhớ ngày mai nó đi á, thì nó xin thuốc nhậu luôn á, nhậu luôn là sao đã. Giống như mấy người đang rước, ai đó ai rước, không ai ở không mà rước. Nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh, tôi muốn đặt cái ly đầu với xuống đây. Tôi đi đây, anh chỉ đúng rồi đâu. Ok, tôi muốn.
thiếu được, cho ngủ ngồi. Bữa nay cho là cho đạo diễn nữa đó, anh thiếu cắm là ngủ ngồi luôn. Ngủ ngồi. Ngủ ngồi. Rồi hai cậu cháu đi. Lót cháu bữa nay là cho cậu nha. Cho anh Sang, cho anh Đẳng với trọng Văn với mấy cậu là năm gòn như là Văn với Dũng rồi nè, xuống nha. Cảm ơn những mồi bén luôn rồi. Cảm ơn mồi bén của chị lớp chấp nha. Cảm ơn mồi bén của móc cái móc nhỏ. Cảm ơn mồi bén của thi lớp chốc với lại mồi của cô Được Liêu. Rất là ngon. Bên cạnh đó thì có nước mắm của thầy Hoàng cắm vô cái nước thôi. Này xong hết rồi nắp xe nha. Đó, chợ luôn nè. Đó. 3 kg luôn. Dám chắc để nãy lên mà. Dám để nãy luôn người ta. Yeah. Quá trời ngon cả nhà ơi. Cảm ơn tôi Bằng Liêu nhiều tôi ơi. Cảm ơn Thi Lóc Chóc nha Thi ơi. Tôi biết này chừng. Ủa sò này hồi chiều là mấy con ký vậy? Tám mươi con ký. Cái gì mấy tám mươi con ký? 10 con ký, 60 con ký á. Dập đúng không? 10 con ký. Có nước sôi dọn rồi đó. Trời ơi, không biết là tái con dọn là bự luôn nha. Dọn già đâu có già nó ngon đâu. Dọn gần luôn á. Mập luôn á. Cái màu này nó mập thấy không? Nhưng mà phải màu này mới được nha, còn cái màu nó xanh xanh là phập quá. Mập nha. Cái màu nó xanh xanh là phập quá. Đúng rồi. Rồi đem vô luộc đây, tôi luộc đem. Cái ngày giờ rồi. Đem rửa luôn. Tư chưa kệ sao đó. Đại nếu để tên là lên nó bít. Cái cái bàn lấy cái bật trang giấy cho nó ở trên cái bàn đó. Vô cậu Năm ơi. Con phải cùng cháu luôn đó. Nè, đó đây nè. Đây nè, đây nè. Chết cha trà đá ơi. Không biết luôn mà nữ cũng đi nữa. Để đi lấy bia. Là để đá. Này là Yến hả? Vô ơi. Chúc đây đang nhờ về ở cầu Sáu Tây hả? Dạ. Chưa thầy ơi. Uống cái cho tăng thẳng coi cho tăng khỏi coi. Gọi lên tăng sàn rồi chúc đây. Chúc đó. 2 3 vô. 2 3 vô. 2 3 đi. Ủa ly gì đâu vậy? Nó trời luôn rồi. Cái đội hình này là biết chừng nào mới xỉnh trời. Thầy cho bài thuốc nha. Thuốc nè. Để mang ghi ghi cho đây mình tìm bát chèn. Nó bây giờ nó gớp xuống bằng quang mà nằm 1/3 trên. Không thành cái này. 10 ly đó. 10 ly. Mà nó đau thôi. Ngày hôm nay mình cũng đứng như cái 100 cái. 27 ly. 1 2 3 vô cái này. Được rồi, nãy giờ mình được rồi. Được rồi. Anh sang vô cái mới được à. Hết nha. 400 với ai 400 lẻ. Ồ cua đó mới ngon đó. Rồi cháo rồi. Rồi nhiều thầy Hoàng ghé một xíu. Không vô được cái anh hứa mẹ tao. Anh không dám tham gia luôn. Bữa nay ai con nào 10 con như một. Chúng ai ai cũng cua gạch đó. Em thấy ngắt bung luôn không dám mày ăn luôn. Bữa nay ai cũng ngồi là ngày mai uống ba lon nha. Coi cua thật cái không được cái nhất không có tham gia luôn. Cứ ngắt bung luôn. Cái gì? Cua. Cua hả? Không vô á. Thứ tư các bạn á. Không vô bóc hai vỏ. Rồi ông bóc cái rồi em đứng này ra luôn em không dám được luôn. Bây giờ ông bóc. Vô Yên ơi. Vô. Vô Giang ơi. Vô Giang ơi. Vô dẫn liền, dẫn liền. Vô mày ơi. Vô em nha. Vô đó. Vô. Để em bên nha. Để này sắp lên hồng chín. Rồi tôi ơi. Quả hôm nay bữa nào mày chạy tới làm chơi mày ông về mày cái đó mà. Không được thì cái. Nghe làm chơi à. Bữa nay bữa nào thấy bay nó chạy ra. Chơi chơi chiến nữa. Cua gì chuột. Đúng rồi. Hả? Bữa nay vậy là cứ cái đẳng á. Chơi chiến nữa. Chơi sao? Xong xong đi, xong qua bữa sau về làm chơi nè.
Vậy luôn á. Ngon xò luôn. Vậy luôn à. Vậy mà xò đó đó. Bướng cho mai luôn, mình lấy cho mai luôn. Đi á là phải chơi cho có này không vậy như là lâu lâu cũng gì đúng rồi. Chăm chăm gì vậy, chăm chăm gì. Anh gỡ cái cổng này bây giờ. Cái mặt cái vỏ qua. Cái coi cái này. Tám bệnh nhậu gì vừa thôi nha Tám. Phải có thế mới được. Gió chân nữa. Nữa đây. Cô hai càng chia đôi anh em mình thằng cái sống tình thế vậy thôi. Ừ, nãy có mua lô không? Mua rồi, chuyên nghiệp không? Không, nghỉ gần, về đây gần thôi. Làm cho nó không? Ngày mai á. Đưa nhỏ nghe. Ngày mai á. Rồi, bây giờ nè. Bây giờ tất cả mời á. Ai mời là chỉ uống người đó thôi. Bây giờ Hoàng Kha nó mời mình thi. Gì vậy mới? Ở đây đó, em muốn nó mời. Mời thì vô, cho nó gậy luôn trời. Đứng ca, nhậu đi. Tao nói chuyện với mày. Ừ. Con mèo. Ổng mà chừng nào cũng đâu đế cũng chịu hết nổi là ổng chơi cho con cũng uống vô là này. Cá này cá chết giòn cả nhà ơi. Cẩn thận cái tay hai ơi. Nguy hiểm lắm ạ. Giang Chí Dũng vô làm cá này coi. Cá hồng giòn ha. Cá xài thôi. Miếng nhà hay miếng mua ta? Chào bông bông, hello cả nhà coi. Tắt đi, đụng bản quyền. Rồi đón vô cái mình đón vô cái tôm nó chạy ngược dòng chạy theo ngược con nước có tôm cả nhà ơi. Bông chết nổi không? Dở lên coi. Giữ tôm kìa. Đảo quá. Bữa giờ bông. Con cua rồi bông. Đâu? Đó, con cua đó. Đây. Đừng có thổng vô, tao nó thịt.
nè con luôn. Cái chết ăn tiêu gạch tiêu. Cái tôm nè. Cái tôm nè. Cái vô mà. Giữ nè con kìa. À! Ủa cắn đít. Đúng rồi, cắn đít đó. Rồi, tạm biệt gia đình. Bon thích nổi không? Con ở đây.